Ok. Này cô baby, cái đầu mày biến đi. Cái tên không tính được. Đặt cái gì nữa, đặt nãy giờ đặt chưa xong nữa. Đâu em đã đặt đâu Đâu má này đang nào vậy? không biết nước ngoài. Sao giành lại nó ta? Món lẹo. Không giành lại nha. Tôi xin từ bỏ. Nó cứ rải đạn rồi clip nó lên tới nóc nhà này luôn. Ốc nó mua sự tích luôn, được rồi. Giành được con co. Thả chiêu tao ăn clip luôn. Rồi, súng nó lên ui luôn, úi giời ơi luôn. Kiểu thể hiện mình đẳng cấp pro hay gì á.
Trời ơi. Trời đất ơi. Nó cũng không giành được. Quá chết. Our forces are under attack. Ăn không? Đúng rồi. Trời ơi, má kêu tao nó sổ tùm lum tùm la hết này nè. Mày farm đi, nhìn mày thương binh liệt sĩ hỏi cứt chơi. Trời cái trưởng chết cụ mày giờ. Sao ăn súng nó về tới nhà rồi mới đi thôi mà chết rồi. Tao mới ra khỏi cái lane đó cái nó chết với con cóc rồi. Rồi đúng mày nói đúng, phải dành farm với thằng ngu mà. Forces are under attack. Our veterans' town is under attack. Rồi xong. Cứu tôi với. Má nó nãy giờ liếu nãy. Chó này. Double kill. Our veterans' town is under attack.
sắp chết rồi. Nhà không được đánh cài không gấu. More gold is required. More gold. Năm cái tay. Tay. Năm cái tay. Bắt lấy cái tay. Để Sài Gòn bây giờ bất võng ở xe sang lộn sang Sài Gòn sang bị gì á? Yêu tôi ơi, cứu tôi ơi, SOS. Sao lúc nó còn tùy nó đang thắt dây thì không đạp hắn luôn. Sao? Mà đợi lúc gần chết rồi. Hết nước uống rồi. Tiểu nhị lợn mập. Tiểu nhị lợn mập. Lợn mập. Mập đi. Ở đâu? Nó ở đây mà. Gì? Không trả lời. Sao? Hết cái nước gì? Uống rồi. Anh nước đi ăn nước uống chứ nó nước gì? Đem ra đây cho chị một hai. Đem ra kiểu gì? Không biết đâu. Xuyên hả mày? Mà phùng hả mày? Is under attack. Cái ly này bự quá. Nhiều quá nhau. Chậm ra. Chậm. Để chúng ta là chuyện có xem thôi. Our brethren's town is under attack. Ra nè. Tự nhiên nó di chuyển lại. Không, nó không thấy. Thấy gì vậy? Kìa, sai rồi. Nó sắp hết ulti rồi. Ủa, éo gì vậy? Gì mới xe vậy? Rip. Nó kéo lần 4 thằng lên. Trời ơi luôn. Mày bắt mẹ con cốc làm gì chứ tụi nó kéo cả đồng cả đội của họ. Dòng có họ cái tông cái ti rồi đó lên rồi. Bóp cổ tôi. Cứu tôi với. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra ngoài luôn. Để nó trên top hết rồi. Ui ơi, để chú trên cao thân đa vô quát, nó có gãy xanh rồi. Cứu tôi rồi. Một chân hả? Đúng, trời ơi. Này cầu cái gì? Đồng báo. Hả? Cái gì vậy? Ôi, clip gì đây coi vậy? Nó hỏi là cái gì chơi càng ra càng chơi, càng chơi càng nhiều nút. Cái gì vậy? Mình mạnh tắt rồi. Ừ. Chưa nghe câu trả lời. Trong thế hoàn toàn khôn khó. Đu đường. Rồi. Tôi tin vào con mắt người ta rồi. Ờ nó KS kìa. Làm gì có vụ đó. Cơm mồm đâu có KS cho tao. Lồng ở đây xong rồi nó bắt về là sao? Rồi cứu mũi. Mua thêm cái vò to nó để làm gì ạ? Ủa chết mẹ nhầm đồ rồi. Trời rõ. Hình như là em muốn mua cái gậy đẩy cơ. Cái gì? Gậy đẩy. Mua gậy đẩy thì mua cái đó là làm gì? Thì bởi vậy em mới kêu là em mua nhầm đồ rồi. Không bị sao rồi. Mua cái đó liên quan gì? Thì em nhớ nhầm sang đồ mua của Lốc á, anh hiểu không? Đầu thì nghĩ mua gậy đẩy nhưng mà tay thì mua đồ của Lốc á. Nó bảo mà mua nhầm rồi, nó mà mua đúng thì còn liên quan gì? Tại vì nó vừa đẩy. Thì tất nhiên rồi, nếu mà em mua đúng thì nó đâu còn là đồ nữa, là nhầm nữa. Không bị sao nè. Dominating. Ok, là phải mua sách. Còn lại kệ bà tụi nó. Ah.
more gold is required. ขอบอลคอนเออพาร์ทอุ่นโทรเข้ามาเล่นคนแชร์คน Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Our forces are under attack. Our brethren's town is under attack. Rồi má ơi, Tiny. Này thì nó là một giảm thì được bay đầu rồi. Yeah.
Ringo. Это ненормально, это нечестно, ненормально, это нечестно. Давай, кого-то я. Our forces are under attack. Vô là thì đi ngủ. Cũng là đi ngủ, làm như kiểu vô xong không đi ngủ như gì, trời ơi. Trời đất ơi. Yeah.
Trời ơi con tôi ơi, tử nạn rồi. Rồi thôi đồng chí. Lên nước uống rồi. Rồi. Ô, nhảy ra được khỏi lồng á. Cậu chó vậy. Trời ơi, nó bị cà phê, không có khỏi nữa. Con quạt ở đây nè, con rồi. Chết rồi. Wow, congratulations. Sốc lưng quá. Rồi BKB còn 8 số rồi hả? Ngay trong gai vậy. I don't know.
kéo tới. Ủa, thời rôn quá trời lót mà nó không cấm quạt ta. Rồi. Biết nãy thấy để nhà quá trời. Trời ơi, trời ơi, ai cứu nó đi. Lao lên con đường chết kìa. Ai cũng thấy đó là đường chết mà sao đó lao vào khẳng khái quá vậy. Rồi. Combat rất khó chơi. Trời ơi. Cái này. Nó canh mình nữa chứ. Chó thì tư thủ cá nhân rồi. Again. Hồi đêm đó quên, đâu được đánh Sky đi mid. Có phải đánh Sky support đâu, có biết khổ là gì. Lên em đích cũng sống nổi. Đúng không?
Rồi, tú từ dây. Ơi, mẹ gì vậy? Bấm kêu ba mà sao mấy anh bấm một tay lại? Mắc luôn. Trời ơi. Éo vậy á. Under attack. Không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn giờ mình đến bước đường cầu phải lên Endic. Khốn nạn. Rồi, nó chở cái bể đít luôn. Quật đồ quỷ hiền. Má cái anh đít này. Thật là bô bô. Thật. Ai cầm nha. Trời đất ơi. Rẽ xong đứng nhìn nhau. Trời ơi. Thank you.
Ờ, nó lại nâu bầu giờ. Our force has arrived.